Xin chào mọi người, tôi quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cách mà mình ngâm rượu trái đung đỉnh như thế nào. Trái đung đỉnh ngâm rượu thì nó có tác dụng rất là tốt đối với các bệnh về xương khớp, đặc biệt là thấp khớp và chị đau nhức xương, rất là hiệu quả. Về cách làm như thế nào thì rất là đơn giản mọi người. Khi mà ở trong bồn đung đỉnh ra thì mình cắt cái từng dây đung đỉnh ra xong thì mình sẽ tách ra từng quả. Ở đây thì mình lưu ý mọi người là chúng ta nên dùng bao tay. Ở đây thì do mình không có bao tay, mình đã dùng bọc cũng được. Khi mình dùng bọc như vậy á, nó sẽ đỡ bị lông của trái đung đỉnh hay là nước của trái đung đỉnh nó văng vào người. Và lưu ý mọi người một điều nữa, lưu ý mọi người là khi mà mình bị ngứa đó thì khuyên mọi người không nên gãi ha. Chúng ta không nên gãi. Chúng ta có thể dùng một cái khăn, rồi chúng ta hơ lửa cho nó nóng, rồi chúng ta lao vào phần ngứa là xong. Lưu ý mọi người là không nên gãi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tách từng quả ra mọi người theo dõi nha. Cũng rất đơn giản, không có gì khó nha. Cái quan trọng là mình đừng để nó văng mọi người thôi, nó không bị ngứa. Và cái ngứa thì nãy mình đã nói rồi, mọi người lưu ý nếu mà để ngứa đừng nên gãi nha. Chúng ta nên dùng một dẻ lau ha, rồi chúng ta hơi nóng rồi chúng ta lau lại phần ngứa thôi, như vậy nha mọi người. Ở đây thì mình đã tách xong được bộ rổ rồi mọi người. Khi mọi người tách xong như thế này thì mọi người rửa lại. Rồi xong thì mình đem đi, mình để cho nó ráo nước. Ở đây thì mình chỉ ngâm có bao nhiêu thôi mọi người, do cái bình của mình nó cũng nhỏ. Rồi cái thành phần ngâm và cái số lượng như thế này, mình có 3 lít rượu, 3kg trái đung đỉnh và 300g đường phèn, một lõi thủy tinh. Tùy thêm 10, nếu mà ngâm nhiều thì tùy theo tỷ lệ thêm thôi. Cái quan trọng là ở đây là mọi người mà muốn uống ngọt hơn thì để đường phèn nhiều hơn. Theo mình thì mình chỉ ngâm như cái số lượng đường phèn thế này là vừa, tại vì mình đã uống thử rồi. Mình ngâm thì mình để trong vòng 1 tháng mọi người là mới thể dùng được. Ở đây thì mình đổ đường đỉnh vô. Rồi xong cái mình bỏ cái phần đường phèn vô. Rồi kế tiếp là mình đổ rượu vô là được. Cái phần cuối cùng rất quan trọng đó là mình chỉ ghi vô cái số ngày mình ngâm thôi, để mình biết được nó khoảng 1 tháng thì mình mới dùng nó ngon. Nó vừa hơn hay là sớm quá thì nó cũng không được ngon lắm, và trễ quá thì nó cũng đã hút rồi, có thể là 1 tháng mình vừa thôi. Rồi chúc mọi người thành công nha, chúc mọi người có được một cái bình rượu thuốc tốt cho sức khỏe, dễ làm tại nhà, cả cho người trẻ người già, nhất là những người già thì mình thường đau xương khớp nhiều. Rồi xin chào và tạm biệt, chúc mọi người luôn vui khỏe.